tiếp tục có hàng độc lạ mà rẻ nha anh em. Cây này là lua Ryobi, siêu nhẹ luôn mọi người. Cây này là dài 5 feet 6 inch, tức là 1m65 mọi người ha. Lua Action Line, nói chung cây này là lời á. Ryobi Made in Korea. Điểm đặc biệt của cây này là 4 khúc mọi người nha, cho nên là rất là gọn luôn. Thu gọn lại là chỉ khoảng 47-48 cm thôi. Đấy, chưa tới 50 đâu. Phù hợp anh em bỏ ba lô đi, mang theo lúc chúng ta đi làm hoặc là đi du lịch thì tuyệt vời. Cái này thì sẽ phù hợp anh em lùa cá lóc, lùa mực, lùa suối. Đấy, với cái giải tải mồi khá là ok mọi người ha. Tải mồi từ 2 tới 10 gram, tức là anh em có thể quăng mồi siêu nhẹ như cần UL luôn. Còn nếu mà chúng ta lùa lóc, mồi siêu nhẹ của cần UL thì chúng ta lùa những cái mồi như là mồi lông này nọ. Đấy, hoặc là lùa tôm giả để chúng ta lùa mực. Còn nếu chúng ta lùa lóc thì nó phù hợp nhất là nó cá sắt với nhảy hơi. Đấy, 10 gram là quá thoải mái luôn. Tổng quan lại thì cây này mình thấy là cây này là phôi carbon, còn khoen Fuji. Đấy, bắt thường mọi người ha. Tổng quan lại thì mình thấy là cây này phôi đẹp, khoen đẹp, chỉ có điều chỉ nó hơi xấu. Cái chỉ đi cần câu á, nó hơi xấu. Đấy, cái màu chỉ nó dày nha mọi người. Cái màu chỉ này nói chung là ông nào của hãng là làm cây này cũng hơi thiếu thẩm mỹ. Lựa một cái màu chỉ mà nó cứ sao sao ấy, nó nhợt nhạt thế nào ấy. Đấy, cái màu chỉ nó giống vậy luôn nha mọi người, nó hơi xám xám vậy nè, nó hơi xám xám xanh xanh, nhìn nó hơi buồn cười. Nhưng mà còn rất là chắc chắn nha mọi người. Chỉ thì keo chỉ thì có một chỗ, một số chỗ nó có gọi là nứt keo nhẹ, nhưng mà mình thấy thì nó vẫn còn cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, cái này mà anh em về có thời gian mà chúng ta tháo ra, chúng ta dựng lại theo ý mình đó, thì rất đẹp. Chỉ có là cây này ngon ở chỗ là siêu nhẹ, chỉ nặng 90 gram, nó nhẹ như bông gòn nha mọi người. Nhẹ nè, gọn, tại vì là 4 khúc. Đây, cái chỗ này nè, keo nó hơi nứt một chút xíu. Mình quay chỗ này cho anh em xem ha. Đây, đó. Nhưng mà vẫn rất là chắc chắn mọi người, ngắt à, khỏi lo. Đấy, bộ khoen thì siêu đẹp, khoen đẹp. Khoen nào hình thức nó cũng vậy, không có bị cũ, không có bị gì hết. Khoen đẹp mọi người ha. Khoen Fuji số luôn nha anh em. Tại vì mắt mình nó rất là tinh, cho nên là mình có thể nhìn thấy được cái số nó đóng phía sau. Đấy, giống như khoen này là 16 nè, là có một bên cạnh chữ Fuji thì nó có một cái số siêu bé ở phía sau á. Còn đây là khúc thứ ba nè, Reno Sibin Made in Korea Ryobi. Đấy, phôi carbon cho nên nhẹ lắm, nhẹ như bông gòn ấy. Đây, khoen đề ba đây mọi người ha. Màu chỉ cũng tương tự đấy, nói chung là màu chỉ này là xấu miễn bàn. Đấy, được cái là còn chắc chắn. Phôi thì rất đẹp luôn mọi người, phôi mình không thấy dấu chày xước gì luôn á. Phôi nó sơn cái màu xám xám giống như trong video luôn nha anh em. Cái này là cái tông màu nó mắt đúng đó. Đây, và đây là khúc gốc. Rồi, giá cây này là 550, là mình đã bao gồm luôn cả phí ship cho anh em nha, tuyệt vời chưa. Vừa có cái độ cứng là L, nhưng mà cái dải mồi nó trải rộng từ 2 tới 10 gram nè, phù hợp anh em lua như UL với L luôn. Chúng ta có thể lua rất là đa dụng luôn. Siêu nhẹ nè, 90 gram, siêu gọn, chỉ có khoảng 47-48 cm để anh em đi kết hợp, là chúng ta bỏ ba lô đi làm, đi du lịch, đi tour, đi thậm chí đi qua nước ngoài luôn cũng thoải mái luôn. Quá gọn luôn. Rồi, ok nha mọi người, mà giá cũng rẻ nữa. Rồi, cảm ơn anh em luôn ủng hộ mình nha.